ở trong cái cột đấy này thì làm gì thấy nhiều lá cây thế mà em vẽ nhiều lá cây ở bên cạnh đấy. Cột này á? Ờ. Nó cho thêm một chút nữa bởi vì là nếu mà em để cái khoảng này nó liêu cột cứ lại này. Không phải không được đẹp lắm. Này, xanh luôn này ra này. À thì đang ngồi nhìn cái bức tranh vẽ hả? Nhìn nó liêu. Em cho nó vào thì nó mới hợp lý được. Bên này là hoa leo mà, hoa hồng leo mà. Không phải hoa hồng leo đâu. Ở bên dưới này là hoa hồng luôn. Nguyễn Việt. Trời ơi. Chết rồi. Chết rồi à? Về đi kìa. Về đi, ai bảo về đi. Mưa đúng không nhỉ? Mình nhìn ngoài mưa. Vẫn mưa, vừa lâm thâm. Công nhận đẹp về đêm nhỉ? Về đêm ánh sáng của chị nó căng. Em nghĩ là về đêm này vẫn được cho thêm ấy. Cho thêm bóng đèn. Đang em để vào đâu? Pha. Vâng, ok.